Nga gửi tối hậu thư cảnh báo nguy hiểm đang treo trên đầu nước Mỹ Tiếp tục tung đòn ác chiến đánh sập cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine Thảm họa sắp nhấn chìm Kiev làn sóng di dân của hàng triệu người sắp bắt đầu Bóng tối tiếp tục bao trùm lên chính quyền Kiev Báo chí quốc tế đã giáng đòn sấm sét xuống đất nước Đông Âu này Nhiều phi công giỏi nhất của Ukraine đã tử trận Ảm đạm trên tiền tuyến Chính trị dối ren giữa đỉnh xung đột Tổng tư lệnh Shisky lên tiếng về vụ bổ nhiệm quan chức cấp cao gây tranh cãi. Cách xa hơn 2.000 km, châu Âu cũng đang nóng hơn bao giờ hết với những tin tức đáng chú ý trong ngày. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Syri. Trong khi đó tại Trung Đông, Israel và Iran vẫn đang trong thế rằng co khốc liệt. Tel Aviv tấn công hệ thống tên lửa S-300, ngăn đòn đáp trả của Iran. Tehran sẽ trả đũa như thế nào Hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo! Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Ấn phẩm Daiven của Đức viết rằng, vào mùa đông, Ukraine có thể không có điện. Điều này sẽ dẫn đến một cuộc di cư hàng loạt của người dân. Tờ Daven viết, mất điện luân phiên đã xảy ra trên khắp đất nước Ukraine. Vào mùa hè, chúng có lẽ chỉ gây ra một chút bất tiện và chỉ gây ra vấn đề thực sự đối với các thiết bị làm lạnh hoặc kho lưu trữ. Tuy nhiên, vào mùa đông, tình trạng như vậy có thể dẫn đến một thảm họa quy mô lớn. Một cuộc di cư hàng loạt của hàng triệu người sẽ bắt đầu. Theo ấn phẩm này, Ukraine hiện chỉ còn lại một nửa công suất sản xuất năng lượng và đến mùa đông, tình hình có thể trở nên vô cùng khó khăn lực lượng vũ trang liên bang nga đã nhiều lần tiến hành tấn công cơ sở hạ tầng của ukraine gần đây các cuộc tấn công đang được thực hiện nhằm vào các cơ sở năng lượng công nghiệp quốc phòng chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc trên khắp đất nước cảnh báo không kích luôn xuất hiện hàng ngày tại các khu vực của ukraine đôi khi trên khắp đất nước người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov nhiều lần tuyên bố rằng quân đội nga trong trận chiến với lực lượng vũ trang ukraine không tấn công các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng xã hội trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine ngày càng gia tăng, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ là nước bị ảnh hưởng trực tiếp nếu kế hoạch châm ngòi xung đột ở Ukraine của nước này thành hiện thực. Đại sứ Antonov đã bình luận về chuyến đi gần đây tới Mỹ của các quan chức cấp cao từ Kiev, bao gồm ông Andrei Yermak, tránh văn phòng của Tổng thống Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov. Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, họ đã trình cho người Mỹ một danh sách các mục tiêu ở Nga mà họ muốn tấn công bằng vũ khí tầm xa của phương Tây. Kiev lập luận rằng việc các nhà tài trợ vũ khí của mình không được phép tiến hành các cuộc tấn công tầm xa khiến quân đội Ukraine gặp bất lợi ở tuyến đầu. Moscow đã cảnh báo rằng họ sẽ cung cấp các khả năng quân sự tương tự cho phe đối nghịch với phương Tây nếu các cuộc tấn công kiểu này xảy ra. Đại sứ Antonov cũng cảnh báo rằng sự xung đột tiềm tàng sẽ không chỉ giới hạn ở lục địa châu Âu. Ý tưởng của Washington về việc đưa châu Âu đối chọi Nga thông qua cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không thành hiện thực. Mỹ sẽ không thể ngồi ngoài bên kia đại dương nếu tình hình hiện tại gia tăng thành một cuộc xung đột toàn cầu. Moscow cũng coi cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ cầm đầu chống lại Nga. Trong đó binh sĩ Ukraine được sử dụng làm bia đỡ đạn. Đại sứ cho biết, bất kỳ lượng vũ khí quân sự nào được tặng cho Kiev cũng sẽ không cho phép Kiev giành chiến thắng về mặt quân sự. Ông Antonov nói, dự án Ukraine của Mỹ đã gây ra sự hủy diệt và đòi hỏi những hy sinh to lớn của người dân Ukraine, đồng thời khẳng định Nga sẽ đương đầu với thách thức mới đối với an ninh của mình và các mục tiêu và mục đích của hoạt động quân sự đặc biệt sẽ được thực hiện đầy đủ. Một nghị sĩ Ukraine đang thăm Washington nói với CNN rằng các cuộc tấn công sâu bên trong nước Nga sẽ không khác gì các cuộc tấn công vào khu vực biên giới của Nga, điều mà chính phủ Mỹ đã cho phép Kiev thực hiện vào cuối tháng 5, bởi vì cả hai đều là lãnh thổ của Nga. Wall Street Journal cho biết rằng vào thời điểm Kiev tiếp nhận máy bay F-16, nhiều phi công giỏi nhất của Ukraine như phi công có biệt hiệu Juice đã tử trận. Các nhà báo cũng chỉ ra rằng phi công người Ukraine Alexey Mets, người vừa qua đời khi đang lái chiếc F-16, cũng như một phi công khác có biệt danh Juice, người đã tử trận ở vùng Zitomir trong một chuyến bay huấn luyện đã ủng hộ việc chuyển các máy bay chiến đấu của phương Tây sang Ukraine. Ngoài ra, một chiếc trực thăng Mi-2 của Đại học Không quân Quốc gia Ukraine cũng gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện, khiến hai phi công thiệt mạng. Địa điểm rơi máy bay và danh tính hai phi công chưa được công bố. Giới chức Ukraine thông báo các nhà điều tra, chuyên gia hàng không và thành viên ủy ban đặc biệt trực thuộc Bộ Quốc phòng đã có mặt tại hiện trường sự việc. Đại học Không quân Quốc gia Ukraine cũng kêu gọi dư luận tránh đưa ra nhận định và bình luận cho đến khi kết quả điều tra được công bố. Đây là vụ tai nạn gây chết người thứ hai xảy ra tại Đại học Không quân Quốc gia Ukraine trong hơn một tháng qua sau vụ một học viên phi công thiệt mạng khi huấn luyện trên máy bay K-10 Swift hôm 27 tháng 7. Gần đây, Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine thừa nhận mất máy bay chiến đấu F-16 được chuyển giao cho Ukraine và một ủy ban đặc biệt đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Wall Street Journal trước đó viết rằng máy bay bị rơi do lỗi của phi công. Phó radar Mariana Bezuklea cho biết F-16 bị hệ thống phòng không Patriot của lực lượng vũ trang Ukraine bắn hạ do thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị. Cáo phó của phi công người Ukraine Alexei Mes cũng viết anh đã hy sinh trong một nhiệm vụ chiến đấu. Đồng thời, điều phối viên của lực lượng ngầm thân Nga Sergei Lebedev cũng đưa tin rằng một cuộc tấn công tại khu vực sân bay quân sự ở Staro vùng Khmenitsky, đã đánh trúng một cơ sở nơi các phi công của lực lượng vũ trang Ukraine đóng quân được đào tạo bởi giảng viên nước ngoài. Ngay sau đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã sa thải Tổng tư lệnh lực lượng không quân Ukraine Nikolai Oleschuk. Ông Zelensky nói, tôi đã quyết định thay thế tư lệnh không quân. Tôi vô cùng biết ơn tất cả phi công quân sự của chúng ta. Ông không đưa ra lý do sa thải, nhưng đề cập đến việc cần phải bảo vệ mạng sống của những người đang bảo vệ đất nước. Phát ngôn này của Tổng thống Ukraine thời điểm đó đã khiến một số người cho rằng việc sa thải tư lệnh không quân Ukraine có thể liên quan đến vụ rơi máy bay phản lực F-16 khiến trung tá Oleksiy Mets thiệt mạng. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky xác nhận cơ quan an ninh Ukraine SSU không phản đối việc bổ nhiệm ông Roman Hlatky làm tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không Người Lái USF. Tuyên bố trên được ông Sisky đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo thuộc Quốc hội Ukraine. Khi được hỏi về việc thẩm tra lý lịch của ông Hlatky trước khi bổ nhiệm, Tổng tư lệnh Sisky trả lời rằng ông Hlatky là một người có kinh nghiệm đã trải qua khóa đào tạo tại Canada và trước đó từng giữ chức tham mưu trưởng của Bộ Tư lệnh Lực lượng Hải quân. Ông Sisky nói ông ấy đã vượt qua tất cả các cuộc kiểm tra, không có sự phản đối nào từ SSU. Đó là lý do vì sao ông ấy được bổ nhiệm. Tư lệnh USF Vadim Sukharevsky cũng cho biết ông coi ông Hlatky là một chuyên gia và không lo ngại về việc bổ nhiệm nhân vật này. Tuy nhiên, Tổng tư lệnh Sisky vẫn đề xuất tiến hành kiểm tra bổ sung đối với ông Hladky. Trước đó, việc bổ nhiệm ông Hladky vào vị trí tham mưu trưởng Bộ tư lệnh USF đã làm dấy lên làn sóng phản đối của công chúng. Nhóm phân tích quân sự Deep State cho biết trong một tuyên bố rằng ông Roman Hladky bị nghi ngờ về tội phản quốc, gián điệp và tham nhũng. Vợ ông có quốc tịch Nga và con gái ông đã đại diện cho Moscow trong các cuộc thi thể thao. Liệu toàn bộ quân đội Ukraine không có ai xứng đáng với chức vụ chỉ huy trưởng USF và họ cần một người chưa bao giờ có liên quan gì đến drone. Các binh sĩ Ukraine bắt đầu gửi thư đến Ukrainska Pravda về vấn đề này, bày tỏ sự phẫn nộ đối với việc bổ nhiệm và mô tả đó như là một trường hợp của các ân huệ qua lại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng 2 ký xác lệnh thành lập lực lượng chuyên biệt về drone, bao gồm thiết bị bay không người lái, xuồng không người lái USV hay phương tiện không người lái mặt đất UGV xác lệnh đã được chính phủ ukraine thông qua theo văn phòng tổng thống ukraine mục tiêu của kiev khi thành lập lực lượng drone là tăng cường năng lực trong sử dụng các hệ thống tự hành và robot trên mặt đất trên không và trên biển bộ trưởng chuyển đổi số mikhailo fedorov thời điểm đó nói lực lượng này sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ về phát triển công nghệ cho quân đội ukraine drone là khí tài chủ đạo hiện nay trong cuộc xung đột nga ukraine đặc biệt là thiết bị bay không người lái chúng có thể đảm nhiệm nhiều vai trò như trinh sát chỉ thị mục tiêu và đặc biệt là tấn công cảm tử. Drone góc nhìn thứ nhất mang đầu nổ có thể hạ xe tăng, thiết giáp chỉ bằng một đòn đánh vào vị trí hiểm yếu. Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, Naudi, cho biết việc mở cửa xuất khẩu vũ khí và các sản phẩm quân sự có thể là một bước đi chiến lược đối với nền kinh tế nước này. Ông Dmitry Natalukha, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Kinh tế của Vekhov Narada, Quốc hội Ukraine cho biết Hiện tại, câu hỏi về việc mở rộng quy mô sản xuất chỉ vướng mắc bởi nguồn tài chính. Tại cuộc họp thảo luận về vấn đề xuất khẩu vũ khí của các công ty Ukraine, Naudi cho rằng việc bán các sản phẩm quân sự ra nước ngoài sẽ mang lại cho nhà nước nguồn thu thuế bổ sung lên tới 2 tỷ đô la Mỹ trong một năm rưỡi. Năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine lên tới 20 tỷ đô la Mỹ một năm, trong khi ngân sách nhà nước chỉ đủ khả năng mua vũ khí, đạn dược với trị giá 6 tỷ đô la Mỹ, tức là phần dư thừa rất lớn ông natalukha lưu ý trong cuộc họp rằng hiện nay do thiếu vốn các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng đối diện nguy cơ phá sản bởi vì toàn bộ vốn lưu động của doanh nghiệp đều được đầu tư vào phát triển công nghệ mới và mở rộng sản xuất việc mở cửa xuất khẩu vũ khí sẽ là một bước đi chiến lược nhằm củng cố nền kinh tế đất nước và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng đồng thời các khoản thuế bổ sung sẽ được áp dụng cho việc mua vũ khí và đạn dược cho lực lượng vũ trang ukraine ông alexander marikovsky người đứng đầu naudi cho biết Ngày nay, các nhà sản xuất Ukraine không có lệnh cấm trực tiếp về mặt pháp lý đối với việc xuất khẩu sản phẩm quốc phòng của họ. Hồi tháng 2, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Alexander Kamysin cho biết nước này đã tăng gấp 3 lần sản lượng vũ khí vào năm ngoái và có 500 công ty nước này đang hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng. Kiev đang tìm cách tăng cường năng lực chiến đấu khi kế hoạch quân sự của Moscow ở nước láng giềng đã bước sang năm thứ ba, bao gồm cả việc thúc đẩy sản xuất và đổi mới vũ khí nội địa. Ông Kamysin cho biết có 100 công ty nhà nước và 400 công ty tư nhân đã tham gia vào nỗ lực này và Ukraine trong năm nay có kế hoạch tăng đáng kể sản xuất đạn dược. Gần 300.000 chuyên gia đang hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, sửa chữa và bảo trì vũ khí ở Ukraine. Ông cho hay, năm ngoái, ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta đã cung cấp số lượng vũ khí nhiều gấp 3 lần so với năm 2022. Sản lượng cho năm 2024 dự kiến cao gấp 6 lần so với năm ngoái tại nhà máy chế tạo hàng không Komsonsk on Amur KNAAZ, thành viên của tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất, cơ sở chuyên sản xuất tiêm kích Su-57 Phelan, một dãy nhà xưởng mới đã được đưa vào khai thác, cho phép mở rộng quy mô lắp ráp. Như một phần của việc mở rộng năng lực sản xuất Su-57, cơ sở thử nghiệm hệ thống nhiên liệu đã được đưa vào vận hành và việc xây dựng giai đoạn đầu của nhà xưởng để đánh giá tổ hợp điện tử hàng không cũng đã được hoàn thiện. Đồng thời, phía KNAAZ khẳng định họ sẽ khẩn trương xây dựng một nhà chứa máy bay mới để vận hành thử nghiệm các hệ thống tích hợp cũng như tiến hành các bài kiểm tra cần thiết trên mặt đất. Việc đẩy mạnh chế tạo tiêm kích Su-57 được kỳ vọng sẽ diễn ra nhưng rõ ràng công việc trước mắt còn bộn bề và khó lòng thực hiện khi vô số rào cản rất lớn vẫn còn nguyên ở đó. Các chuyên gia quân sự cũng chỉ có thể tìm thấy dấu hiệu nói về việc tổ chức lại quá trình sản xuất Su-57 tại KNAAZ họ biết việc nhà máy cố gắng đẩy nhanh quy trình công nghệ để hướng đến mục tiêu tăng sản lượng. Tuy nhiên, thực tiễn đã chỉ ra rằng biện pháp chung chung như vậy khó mang lại hiệu quả như mong đợi và không cho phép hoàn thành kế hoạch sản xuất Su-57 với số lượng lên tới 76 chiếc vào năm 2027. Nút thắt lớn nhất hiện nay vẫn là Su-57, chưa được hoàn thiện tính năng khi động cơ AL-51F Isdelige 30 phải tới cuối năm 2025 mới sẵn sàng Ngoài ra, radar N036 BNK AESA cũng chưa được thử nghiệm đầy đủ. Với thực tế trên, nếu muốn dây chuyền lắp ráp Su-57 hoạt động hết công suất thì nút thắt về công nghệ phải được giải quyết trước tiên. Nếu không, nhà máy KNAAZ vẫn chỉ lắp ráp máy bay một cách cầm chừng để chờ hoàn thiện tính năng. Su-57 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ 5 của Nga được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển cũng như chế áp các hệ thống điều khiển máy bay của đối phương. Điểm mạnh của Su-57 không chỉ là khả năng tàng hình mà còn là các công nghệ hàng không tiên tiến nhất của nga hiện nay như radar mảng định pha chủ động AESA, hệ thống hỗ trợ phi công, cũng như hàng loạt cảm biến và vũ khí hàng không hiện đại. Su-57 có tốc độ tối đa 2.600 km/h, trần bay 20 km, tải trọng vũ khí tối đa của máy bay lên tới khoảng 14 đến 16 tấn tiêm kích này có 12 điểm treo vũ khí, một số giá treo có thể gắn vũ khí có trọng lượng tối đa 1,5 tấn mỗi quả. Vũ khí bao gồm tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar hoặc dẫn đường hồng ngoại, tên lửa không đối đất không điều khiển, bom thông thường, bom chùm và súng bắn đạn nổ 30mm. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã hoan nghênh nỗ lực của Nga nhằm thiết lập quan hệ hợp tác giữa Ankara với Damas, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các nỗ lực để chuẩn bị điều kiện cho bình thường hóa quan hệ giữa hai nước một cách thiện trí và không kèm theo điều kiện tiền quyết. Tuyên bố của Bộ trên nêu rõ, chúng tôi hoan nghênh nỗ lực của Nga nhằm thiết lập hợp tác giữa đất nước chúng tôi và chính quyền Damas. Chúng tôi muốn thấy ở Syria một quốc gia láng giềng mà người dân đang quay trở về, sống trong hòa bình với nhân dân và xã hội của họ đạt được hòa giải dân tộc thực sự. Chúng tôi muốn nhấn mạnh cần phải nỗ lực thực hiện điều này một cách thiện trí, không có điều kiện tiên quyết và với cách tiếp cận thực tế. Những nỗ lực chuẩn bị nền tảng cần thiết trong khuôn khổ này sẽ được tiếp tục. Trước đó, ngày 31 tháng 8, Ngoại trưởng Nga sẽ Sergei Lavrov thông báo một cuộc họp theo hình thức bốn bên Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria về việc bình thường hóa quan hệ giữa Ankara và Damas sẽ diễn ra trong tương lai gần. Hồi tháng 7, Bộ Ngoại giao Syri tái khẳng định rằng việc bình thường hóa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc vào việc quay trở lại hiện trạng trước năm 2011, thời điểm nổ ra cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này. Trong tuyên bố, Bộ trên hoan nghênh các quốc gia thân thiện và hữu nghị đã có những nỗ lực chân thành để hàn gắn mối quan hệ Syri-Thổ Nhĩ Kỳ, đề cập đến việc rút lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ khỏi lãnh thổ Syri và cuộc chiến chống các nhóm khủng bố. Bộ này cho biết thêm rằng nền tảng của những nguyên tắc này là sự tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, cùng với việc giải quyết mọi mối đe dọa đối với an ninh và ổn định của cả hai quốc gia. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều triển vọng khôi phục quan hệ Syria thổ Nhĩ Kỳ. Đầu tháng 7, Tổng thống thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bày tỏ sẵn sàng hàn gắn quan hệ với Syria, nhấn mạnh mong muốn của thổ Nhĩ Kỳ trong việc đưa quan hệ trở lại mức trước đây. Tổng thống Tayyip Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm hoàn thành việc kiêm tỏa khu vực hoạt động của các tay súng thuộc Đảng Công nhân người Quốc PPK ở miền Bắc Iraq. Ông lưu ý rằng lực lượng người Quốc không còn khả năng tiến hành các hoạt động bên trong biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi tại Iraq và Syria, nhóm này ngày càng bị cô lập. Tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất những mắt xích của vành đai an ninh dọc theo biên giới phía nam của nước này với Syria. Thổ Nhĩ Kỳ cắt đứt quan hệ với chính quyền Damas sau khi xung đột bùng nổ tại Syria năm 2011. Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một số hoạt động quân sự xuyên biên giới chống lại các tay súng mà nước này cho rằng đe dọa an ninh quốc gia, đồng thời thiết lập một vùng an toàn ở miền Bắc Syria nơi binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đồn trú. Các nguồn tin nói với The Jerusalem Post rằng cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Israel IDF nhằm vào hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Iran hồi tháng 4 đã giúp ngăn chặn đáng kể việc Iran và phong trào Hezbollah của Liban phát động tấn công trong suốt tháng 8 vừa qua. Cho đến nay, Iran chưa đáp trả Israel bằng bất kỳ biện pháp quân sự trực tiếp nào vì vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh khi ông này đang ở thủ đô Tehran. Theo các nguồn tin, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho rằng cuộc tấn công vào S-300 là một tổn thất đáng kể và ông cùng các lực lượng vũ trang Iran lo lắng bởi không chắc chắn về việc Israel đã thực hiện điều đó như thế nào. Hệ thống S-300 được đặt rất gần cơ sở hạt nhân Natanz của Iran và sân bay quân sự quan trọng. Các nguồn tin tiết lộ rằng sau đòn tấn công S-300 kể trên, ông Khamenei hiểu rõ rằng Israel có thể dễ dàng phá hủy những địa điểm chiến lược cực kỳ quan trọng khác của Iran. Trong bối cảnh đó, các quan chức Iran gần đây được tờ New York Times trích dẫn tiết lộ Nga đã bắt đầu chuyển giao các hệ thống phòng không và radar tiên tiến cho Iran sau yêu cầu của Tehran để đối phó với các cuộc tấn công tiềm tàng của Israel. Thông tin được đưa ra cùng thời điểm truyền thông nhà nước Iran đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tiếp thư ký hội đồng an ninh Nga Sergei Shoigu, người trước đây từng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga. Ông Pezeshkian nói với ông Shoigu rằng Nga là một trong những quốc gia đã sát cánh cùng iran trong thời kỳ khó khăn và nhấn mạnh iran quyết tâm mở rộng quan hệ với đối tác chiến lược nga nhà lãnh đạo iran kế đó lên án kế hoạch quân sự của israel ở giải gaza gọi đây là những minh chứng rõ ràng về các hành vi vi phạm luật quốc tế của tel aviv quan hệ giữa nga và iran đã được tăng cường trong những năm gần đây khi cả hai nước đều đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương tây hiện chưa rõ nga đã chuyển hệ thống phòng không gì cho iran nước này trước đây đã có một số hệ thống tên lửa phòng không S300 do Nga sản xuất. Trong chuyến thăm tới sở chỉ huy ngầm của Không quân Israel hồi tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant yêu cầu lực lượng này sẵn sàng chuyển trạng thái sang tấn công một cách nhanh chóng. Đây là một dấu hiệu cho thấy Tel Aviv đã tính đến phương án đáp trả đối phương ngay lập tức sau giai đoạn phòng thủ. Bất chấp làn sóng phản đối ngày càng gay gắt của dư luận trong nước cũng như quốc tế, Thủ tướng Israel vẫn nhất quyết không nhượng bộ, tiếp tục theo đuổi yêu sách mới trong tiến trình đàm phán trao đổi con tin với lực lượng Hamas. Theo giới phân tích, cách tiếp cận trên của người đứng đầu chính phủ Israel khiến cho việc trở lại Doha, Qatar của đại diện đàm phán nước này không mang nhiều ý nghĩa. Theo truyền thông Israel, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad David Bania, trưởng đoàn đàm phán Israel, ngày 2 tháng 9 đã tới Doha để thảo luận với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdurrahman Anthony về các nỗ lực tiến tới thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin mới tại Gaza với lực lượng Hamas. Tuy nhiên, các nguồn tin không cho biết chi tiết nội dung và kết quả cuộc thảo luận. Việc tham gia của đại diện Hamas hay các nhà trung gian quốc tế khác là Mỹ và Ai Cập trong vòng đàm phán mới cũng không được đề cập. Trong khi đó tại Israel, thủ tướng Benjamin Netanyahu tiếp tục khẳng định quyết tâm theo đuổi điều kiện về duy trì lực lượng Israel tại hành lang Philadelphi, phân cách giữa giải Gaza và bán đảo Sinai của Ai Cập. Trong cuộc họp báo tại Jerusalem tối qua, người đứng đầu chính phủ Israel nêu rõ việc duy trì quyền kiểm soát hành lang Philadelphia là vấn đề có tính chất sống còn và liên quan đến sự tồn vong của Israel nên tuyệt đối không thể nhượng bộ. Ông Netanyahu cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng Hamas sát hại 6 con tin tại giải Gaza hồi tuần trước là vì những yêu sách thái quá của ông Netanyahu về điều kiện ngừng bắn. Tuy nhiên, tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu đã lập tức vấp phải chỉ trích và lên án mạnh mẽ của nhiều thủ lĩnh đối lập tại Israel như Ya Lapid, Avigdor Lieberman, Benny Gantz. Trong đó, thủ lĩnh đối lập Ya Lapid chỉ rõ Thủ tướng Netanyahu nhất quyết theo đuổi yếu sách kiểm soát hành lang Philadelphia chỉ nhằm cản trở việc tiến tới thỏa thuận trao đổi con tin và kéo dài cuộc chiến. Theo ông Lapid, mục tiêu của Thủ tướng Netanyahu là kéo dài cuộc chiến Gaza càng lâu càng tốt. Trước đó, các cuộc biểu tình và đình công được tổ chức tại nhiều địa phương ở Israel mới đây cũng lên án và cáo buộc Thủ tướng Netanyahu không muốn thúc đẩy thỏa thuận trao đổi con tin gây ra cái chết của sáu con tin tại Gaza hồi cuối tuần trước. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, với cách tiếp cận đàm phán mới của thủ tướng Israel Netanyahu, khả năng đạt được đột phá trong vòng thương lượng mới tại Doha là rất thách thức. Bởi yêu sách duy trì lực lượng quân sự của Israel tại hành lang Philadelphia không chỉ vấp phải sự phản đối quyết liệt của lực lượng Hamas mà còn đối mặt sự chỉ trích gay gắt của Ai Cập, quốc gia có lợi ích liên quan trực tiếp trong cuộc khủng hoảng. Chính phủ Anh đang đối mặt áp lực phải có lập trường cứng rắn hơn với Israel trong xung đột giữa nước này với lực lượng Hamas ở Gaza. Mới đây, ngoại trưởng Anh David Lammy nhắc đến xung đột Gaza rằng, trước một cuộc xung đột như vậy, chính phủ có trách nhiệm pháp lý phải xem xét lại các giấy phép xuất khẩu. Điền lệnh đình chỉ sẽ áp dụng với các thiết bị, bộ phận cho phi cơ quân sự như chiến đấu cơ, trực thăng và UAV. Hồi tháng 8, chính phủ mới của Anh cũng bị nội bộ chỉ trích gay gắt sau khi thực hiện một lệnh cấm vận vũ khí bí mật đối với Israel. Theo tin tức độc quyền từ tờ Daily Mail của Anh, động thái này đã gây tranh cãi trong bối cảnh Iran được cho là sắp thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Israel. Tờ Daily Mail cho biết chính phủ Anh đã tạm dừng cấp phép xuất khẩu vũ khí mới, trong đó có thiết bị thông tin liên lạc quân sự và áo giáp chống đạn. Tờ Daily Mail dẫn một nguồn giấu tên nêu rõ việc tạm dừng cấp phép này đã dẫn đến các yêu cầu cấp giấy phép mới sẽ bị đẩy vào tình trạng chờ đợi vô thời hạn. Điều này là một phần trong nỗ lực lâu dài của công đảng cánh tả Anh nhằm ngăn chặn mọi hoạt động xuất khẩu vũ khí sang Israel, đặc biệt là khi họ hiện đang nắm giữ quyền lực. Bộ trưởng Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng Trung Vương quốc Anh, ông Andrew Mitchell đã lên tiếng chỉ trích động thái này, cho rằng đây là một bước đi kỳ lạ trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở biên giới phía Bắc Israel ông mitchell nhấn mạnh rằng israel đang bị đe dọa trực tiếp từ hezbollah và quân đội anh phải triển khai vũ khí và nhân sự để bảo vệ israel khỏi một cuộc tấn công trực tiếp từ iran về phần mình đại tá richard kemp cựu chỉ huy lực lượng anh tại afghanistan cũng phản đối quyết định trên mô tả đó là một lệnh cấm vận vũ khí bí mật ông kemp cho rằng việc công đảng áp đặt lệnh cấm vận vũ khí trong khi tuyên bố đang xem xét tình hình là một động thái đáng xấu hổ Trước loạt động thái trên, mới đây ông Israel Kass, Ngoại trưởng Israel cho biết nước này thất vọng trước những quyết định do chính phủ Anh đưa ra. Động thái của London sẽ gửi đi thông điệp rất đáng lo ngại đến Hamas và Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Sencom, đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông thông báo đã tiến hành chiến dịch hiệp đồng với các lực lượng dân chủ Syria và bắt được Khaled Ahmed al-Dandan, chỉ huy cấp cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Syria. Khaled Ahmed al-Dandan được cho là người giúp đỡ phiến quân IS trốn khỏi các trại giam ở Syria, trong đó có nhóm năm tay súng vượt ngục ở thành phố Raqqa. Nhóm phiến quân gồm hai người Nga, hai người Afghanistan và một người Libya. Các lực lượng dân chủ Syria SDF đã bắt được hai phiến quân và đang tiếp tục tìm kiếm ba người còn lại. Hồi tháng 6, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích tại Syria loại bỏ Usama Zaman Muhammad Ibrahim al-Janabi, một nhân vật cấp cao đóng vai trò điều phối của tổ chức nhà nước hồi giáo IS tự xưng. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X vào thời điểm đó, Senkom nêu rõ cái chết của Usama Zaman Muhammad Ibrahim al-Janabi sẽ làm gián đoạn khả năng của IS trong việc cung cấp nguồn lực và thực hiện các vụ tấn công khủng bố. sencom cũng khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy dân thường bị tổn hại trong cuộc không kích này. Được biết, hơn 9.000 tay súng IS đã bị giam tại hơn 20 nhà tù ở Syria. Mỹ đang nỗ lực hồi hương nhiều tù nhân nhất có thể, nhưng quá trình này diễn ra chậm chạp. IS từng nhiều lần tấn công các cơ sở này nhằm giải thoát thành viên đang bị giam giữ. Quân đội Mỹ triển khai lực lượng tới Syria dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama với lý do chống nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Mỹ rút phần lớn lực lượng khỏi Syria sau khi IS bị đánh bại, nhưng vẫn duy trì một số căn cứ quân sự và tiếp tục phối hợp với các nhóm vũ trang đối lập với chính phủ Syria để chống tàn dư IS. Bất chấp không còn kiểm soát khu vực nào, các tay súng IS vẫn tiếp tục hoạt động tại Syria, nhiều lần tấn công và gây thương vong cho quân chính phủ hoặc lực lượng người quốc đồng minh của Mỹ tại nước này. Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai bất hợp pháp quân đội tại quốc gia Trung Đông, còn lâu năm góc tuyên bố lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các lực lượng đồng minh của họ ở Syria được bảo vệ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Sencom, đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông mới đây cho biết, nỗ lực cứu hộ tàu dầu Soul đang được tiến hành ở phía nam Biển Đỏ do con tàu này vẫn bốc cháy. Sencom lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu hàng là hành động liều lĩnh và cam kết tiếp tục hợp tác với các đối tác, đồng minh quốc tế để bảo vệ hoạt động thương mại giảm thiểu tác động đến môi trường trong khu vực. Tàu chở dầu sâu Union treo cờ Hy Lạp đã bị Houthi tấn công ngoài khơi bờ biển Hodeida vào cuối tháng 8, làm bùng cháy dữ dội. Giới chức Hy Lạp cho biết, tàu này đang chở 150.000 tấn dầu thô, đang trên đường từ Iraq tới cảng gần thủ đô Athens khi bị tấn công. Đoạn video được công bố cho thấy, các chiến binh Houthi đeo mặt nạ, mang theo súng trường kiểu Kalashnikov lên tàu sâu Union. Sau khi tiến hành kiểm tra, các chiến binh gài mìn và ít phút sau nhiều vụ nổ đồng loạt xảy ra trên tàu. Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất trong nhiều tuần do hầu thi thực hiện trong chiến dịch phá vỡ tuyến hàng hóa trị giá 1.000 tỷ đô la Mỹ đi qua Biển Đỏ mỗi năm. Theo một bài đăng trên X, phái bộ Hải quân Biển Đỏ của Liên minh châu Âu, Aspides đã tuyên bố trước đó rằng sẽ bảo vệ các tàu kéo, những tàu sẽ xử lý hoạt động cứu hộ và tạo điều kiện cho nỗ lực ngăn chặn thảm họa môi trường. Aspides cho biết thêm, một số đám cháy vẫn bùng phát trên boong chính của tàu. Đồng thời lưu ý không có dấu hiệu rõ ràng nào về sự cố tràn dầu. Con tàu đang neo đậu và không bị trôi giạt. Lực lượng hậu thi bắt đầu tấn công tàu hàng đi qua biển đỏ từ tháng 11 năm 2023 và tuyên bố đây là hành động nhằm ủng hộ người dân tại giải Gaza, nơi Israel đang triển khai chiến dịch tấn công Hamas. Giới chức Mỹ cho biết lực lượng hậu thi đã làm hư hại hàng chục tàu hàng, bắt một tàu hàng và đánh chìm hai phương tiện trong thời gian qua. Quân đội Mỹ, Anh trong năm nay đã nhiều lần tấn công các mục tiêu quân sự của Houthi tại Yemen nhằm đáp trả và ngăn chặn đối phương tiếp tục tập kích tuyến hàng hải quốc tế. Song hoạt động này tới nay chưa đạt được hiệu quả khi những đòn tấn công của nhóm vũ trang vẫn tiếp diễn. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận, giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề viện trợ cho Kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Đã hơn 3 tuần kể từ khi quân đội Ukraine tràn vào tỉnh Kursk của Nga, trong chiến dịch xâm nhập lớn đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, có rất ít dấu hiệu cho thấy các lực lượng Ukraine sắp bị đẩy lùi qua biên giới. Cuộc tiến công của Ukraine đã bị đình trệ kể từ khi phát động, nhưng Kiev tuyên bố đã kiểm soát hàng chục khu định cư lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Ukraine sau đó đã bị lực lượng Nga chặn đứng. Gần đây, khi giọng điệu của Kiev ngày càng mềm mỏng hơn, cả Tổng thống Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Dmitry Kuleba đều liên tiếp nói rằng Ukraine muốn đàm phán với Nga. Tuy nhiên, thế giới bên ngoài, dưới sự dẫn dắt của truyền thông phương Tây, có rất nhiều ảo tưởng phi thực tế về xung đột Nga-Ukraine. Họ từng cho rằng Ukraine sắp đánh bại Nga, nhưng bây giờ họ nhận ra cả hai bên đều không thể đánh bại được nhau và nên ngừng bắn ở mặt trận hiện có. Vậy tình hình hiện tại trên chiến trường như thế nào và sẽ diễn biến ra sao trong tương lai? Trước hết, có thể khẳng định rằng Nga không phải nằm im hoặc ùn ùn kéo binh lực từ miền đông Ukraine về bảo vệ vùng Kursk như Kiev mong đợi. Ngược lại, cuộc tấn công mùa hè của Nga ở Donbass đang diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt. Toàn bộ mặt trận đã được phát động, chiến thuật được thực hiện trên nhiều khu vực. Đây là một động thái rất lạ của Moscow và nó đã chứng minh được hiệu quả theo các nhà quan sát quân sự phương Tây lo ngại rằng lực lượng Nga đang nhanh chóng tiến vào trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk và Toresk ở khu vực Donetsk. Nhà phân tích Dmitry Anperovich nhận định Nga và Ukraine dường như đang theo đuổi hai cuộc xung đột khác nhau. Trong khi Moscow tập trung vào miền đông Ukraine, thì Kiev tập trung vào miền tây nước Nga. Cả hai đều tin rằng chiến dịch của họ mang tính chiến lược nhất. Ông Dmitry Amperovich nhận định, Ukraine đã tập hợp lực lượng và thực hiện thành công cuộc đột kích tại Kursk với việc chiếm được một số vùng lãnh thổ, nhưng nga không đưa ra phản ứng mạnh mẽ với cuộc tấn công này, họ không huy động lực lượng quy mô lớn, không điều động binh sĩ ra khỏi donbass để đối đầu với ukraine tại miền biên giới. Thay vào đó, họ tiếp tục theo đuổi chiến dịch đã diễn ra nhiều tháng này nhằm chiếm giữ thành phố pokrovsk ở donbass vốn là trung tâm hậu cần quan trọng và là điểm giao cắt các tuyến đường sắt lớn trong khu vực. Nếu chiếm được pokrovsk, nga có thể tiến lên và chiếm thêm lãnh thổ ở miền đông ukraine. Nhà phân tích người Nga Anperovic cho rằng, Nga có thể cho rằng Pokrovsk là trung tâm chiến lược quan trọng, giúp mở ra cơ hội tiến hành những cuộc tấn công tiếp theo tại Donbass. Đối với Ukraine, nếu có thể giữ vững được những vùng lãnh thổ họ đã chiếm được ở Nga, thì Kiev có khả năng sử dụng chúng làm con tin trong các cuộc đàm phán tương lai. Có nghĩa là Kiev sẽ cố gắng trao đổi vùng đất họ kiểm soát tại Nga, lấy vùng đất Nga đang kiểm soát ở Ukraine. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Ukraine có thể giữ vững các khu vực chiếm được và sử dụng chúng trong các cuộc đàm phán hay không. Diễn biến mới trên tiền tuyến đã phản ánh tính toán mang ý nghĩa chiến thuật của Nga trong bối cảnh các lực lượng nước này ngày càng áp sát thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk. Theo tạp chí Forbes của Mỹ, trong quá trình áp sát thành trì Pokrovsk, các lực lượng Nga đã đi vòng qua một tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine nằm giữa làng Memrik và con sông Vopcha Kết quả là Nga đang tạo thế gọng kìm có thể cô lập hoàn toàn một lực lượng đáng kể của Ukraine, khu vực nằm giữa làng Memrich và sông Vopcha là nơi Ukraine bố trí các đơn vị phòng thủ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 59, Lữ đoàn số 68, Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ số 117 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 15. Tình hình hiện tại phụ thuộc vào Lữ đoàn Đổ bộ Đường không số 25, đơn vị đang giữ vai trò phòng thủ ở làng Ukrainsk, phía nam làng Memrich. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine có trụ sở ở Kiev nhận định nếu lữ đoàn đổ bộ đường không số 25, lực lượng vận hành xe bọc thép Marder do Đức cung cấp không thể ngăn chặn cuộc tiến công của Nga thì đối phương có thể dễ dàng bao vây tuyến phòng thủ Ukraine. Nếu điều này xảy ra, các đơn vị thuộc bốn lữ đoàn Ukraine sẽ bị Nga cô lập ở phía nam thành phố Pokrovsk. Nhóm phân tích Conflict Intelligence ở Ukraine nhận định Mệnh lệnh rút lui có thể đã được Bộ Tổng Tham mưu Ukraine đưa ra. Rút lui khỏi tuyến phòng thủ chiến lược đồng nghĩa Ukraine mất thêm 77 km vuông lãnh thổ nhưng sẽ giúp bảo toàn lực lượng. Trong khi đó, Trung úy cấp cao của lực lượng vũ trang Ukraine Anton Fedolenko, chỉ huy Trung đội 3 thuộc Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn Súng trường Biệt động số 11 của Ukraine cho biết, quân đội Ukraine được cho là đã bỏ quên cả một đơn vị ở làng Koknevo khi kiểm soát vùng Kursk trung đội do Fedolenko chỉ huy được giao nhiệm vụ kiểm soát vành đai rừng, nhưng sau đó các binh sĩ của lữ đoàn 225 của lực lượng vũ trang Ukraine đã được cử đến đây thay thế họ. Trung đội của Fedolenko được cử đi luân chuyển binh sĩ Ukraine ở làng Korenevo ở vùng Kursk của Nga. Họ được đưa về làng trên xe bọc thép Kozak. Fedolenko nói, sau 2 ngày, qua đàm phán tôi nhận ra rằng họ đã bỏ rơi chúng tôi, họ không cử người đi tìm hay thay phiên cho chúng tôi. Vào ngày thứ ba, lực lượng Nga bắt đầu kiểm soát ngôi làng sau khi bao vây và đàm phán. Một trung đội của lực lượng vũ trang Ukraine đã quyết định đầu hàng. Đơn vị tình nguyện đặc biệt mới thành lập của Nga để duy trì luật pháp và trật tự tại khu vực Kursk được cho là đã nổ súng vào chính quyền quân đội Nga trong khu vực. Vụ việc xảy ra vào đầu tháng 9, nhà báo chiến tranh người Nga Roman Sapolkov cho biết trên kênh Telegram của mình như vậy. Quan chức cấp cao của vùng Kursk, Alexei Smirnov đã tuyên bố thành lập đơn vị tình nguyện vũ trang có tên là BARS Kursk vào cuối tháng 8, nói rằng họ sẽ đảm bảo an ninh trong khu vực. Tài khoản Dmitry từ World Translated, một dự án độc lập dịch các tài liệu về xung đột cho biết, phóng viên chiến trường Roman Saponkov đưa tin rằng sau khi có tin đồn về việc quân đội Ukraine đột phá vào đường cao tốc Lugov-Kursk, lực lượng tự vệ địa phương thường dân có vũ trang đã nổ súng vào phe mình, gần như giết chết binh sĩ Nga. Trong khi đó, Saponkov cho biết đơn vị tình nguyện bắn vào mọi thứ chuyển động. Nhà báo Saponkov viết trên Telegram rằng có người bị thương, thật kỳ diệu là không có tử vong cho đến bây giờ. Nơi này cách tiền tuyến 12 km, người ta vẫn chưa biết liệu có nhóm phá hoại và trinh sát nào trên xa lộ hay không. Nếu bạn sợ, bạn nên ở nhà. Tuần trước, ông Smirnov cho biết đơn vị này sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong việc duy trì luật pháp và trật tự ở khu vực Kursk sau khi trải qua khóa huấn luyện quân sự và sẽ hợp tác chặt chẽ với quân đội Nga. Ông Smirnov cho biết, nhiệm vụ của đội không chỉ bao gồm đảm bảo an ninh mà còn tham gia hỗ trợ sự sống cho những khu vực tái định cư để hỗ trợ những người còn lại trong thời điểm khó khăn này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết vào tuần trước rằng việc thành lập đơn vị phòng thủ nêu bật sự không sẵn lòng của ông Putin trong việc chống lại cuộc xâm nhập của Ukraine. Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng sai lầm của tướng Nga đã khiến Ukraine xâm nhập vào Kursk. Cụ thể, Thượng tướng Alexander Lapin, 60 tuổi, được Bộ Quốc phòng Nga giao nhiệm vụ phụ trách an ninh tại tỉnh Kursk, phía tây đất nước. Tướng Lapin gây nhiều tranh cãi sau khi bị lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov chỉ trích công khai hồi cuối năm 2022 vì chiến dịch rút quân thảm họa khỏi thành phố Liman ở Ukraine. Ông Kadyrov cho rằng tướng Lapin là chỉ huy bất tài và được đề bạt lên vị trí cao nhờ quan hệ trong bộ tổng tham mưu Nga. Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga còn cáo buộc tướng Lapin tung quân ra chiến trường mà không có sự chuẩn bị phù hợp, khiến họ hứng chịu nhiều tổn thất. Tướng Lapin sau đó bị cách chức tư lệnh quân khu trung tâm nhưng được trọng dụng trở lại trong cuộc cải tổ nhân sự cấp cao của quân đội Nga hồi tháng 1 năm 2023, giữ chức tham mưu trưởng lục quân, quyết định từng gây xôn xao trong các blogger ủng hộ Điện Kremlin. Đầu năm nay, ông trở thành tư lệnh quân khu Leningrad, phụ trách khu vực biên giới phía tây của Nga. Một trong những quyết định đầu tiên của tướng Lapin với tư cách tư lệnh quân khu Leningrad là giải tán hội đồng quân sự an ninh địa phương có nhiệm vụ giám sát an ninh khu vực biên giới tướng Lapin tự tin khẳng định rằng chỉ cần quân đội là đủ để bảo vệ biên giới. Theo một quan chức an ninh Nga am hiểu vấn đề cho biết như vậy, thực tế cho thấy quyết định này đã tạo ra một lỗ hồng trong hệ thống phòng thủ biên giới Nga khiến họ bị bất ngờ trước cuộc tấn công của Ukraine hồi đầu tháng. Hãng thông tấn TASS đưa tin, Cố vấn Tổng thống Nga ông Nikolai Pachusev cáo buộc Washington đang tìm cách cản trở hoạt động của Moscow ở Bắc Cực đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự ở các vùng lãnh thổ phía Bắc và gần biên giới Nga nói chung. Trả lời phỏng vấn tờ Rossiyskaya Gazeta, ông Pachusev phân tích, Mỹ và các đồng minh đang thổi bùng căng thẳng dọc biên giới của chúng ta, tiếp tục thử thách năng lực phòng thủ của Nga. Washington đã bắt đầu con đường quân sự hóa Bắc Cực và cản trở hoạt động kinh tế của chúng ta ở phía Bắc. Ông Pachusev cho biết thêm, phương Tây đang kêu gọi đóng cửa biển Baltic Đối với nước ta và ngăn lối vào Đại Tây Dương qua ngả đường đó, NATO tuyên bố biển đen là khu vực chỉ dành cho lợi ích của riêng họ. Ông Pachushev lưu ý, cuộc tập trận hải quân lớn nhất gần đây giữa Mỹ và Nhật Bản một lần nữa khẳng định Tokyo từ chối hệ tư tưởng hòa bình và đi theo chiến lược gây căng thẳng của Mỹ ở Thái Bình Dương. Trong khi đó liên quan đến tình hình xung đột Nga-Ukraina, Reuters đưa tin trên mạng xã hội Facebook, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Rustem Umerov cho biết Ông đã gặp người đồng cấp Pháp Sébastien Lecognu để thảo luận về tình hình ở tiền tuyến và phòng không. Theo ông Umerov, các quan chức thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine đã thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng Pháp về tình hình xung đột và nhu cầu cấp thiết của quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ngoài ra, hai bên còn thảo luận về các liên doanh công nghiệp quốc phòng Ukraine, Pháp. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraine thiếu tiền để sản xuất hàng loạt thiết bị bay không người lái UAV tầm xa. Hãng thông tấn Ukraineform dẫn lời ông Zelensky trong chuyến thăm các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của Kiev tại tỉnh Zaporizhia nêu rõ: "Chúng ta đã bắt đầu sản xuất UAV tầm xa. Chính phủ không có đủ tiền để sản xuất hàng loạt." Trong khi đó, kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine, các nước phương Tây đã gia tăng đáng kể lượng vũ khí cung cấp cho Kiev. Ukraine thường xuyên yêu cầu các đối tác cung cấp thêm vũ khí tiên tiến và tên lửa tầm xa. Nga nhiều lần tuyên bố việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev và hỗ trợ huấn luyện quân đội Ukraine chỉ kéo dài xung đột chứ không thể thay đổi được tình hình. Tổng thống Ukraine mới đây cho biết, nước này đã lạc quan hơn với triển vọng nhận được sự cho phép từ các đồng minh phương Tây để tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu bên trong nước Nga. Quân đội Nga tuyên bố các cuộc tấn công liên tục bằng máy bay không người lái UAV của họ tại khu vực xung đột ở Ukraine đã làm suy yếu tiềm lực chiến đấu của các lực lượng trung thành với Kiev và phương Tây. Theo Sputnik, một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga mới công bố đã cho thấy cách thức binh lính nước này thường thực hiện một vụ tập kích bằng UAV ở Ukraine. Các nhóm điều khiển UAV của Moscow thường làm việc theo cặp. Trong khi một người chuẩn bị cho UAV cất cánh, người kia tìm kiếm mục tiêu phù hợp. Trong trường hợp này, người phát hiện đã làm tốt công việc của mình và giúp đồng đội điều khiển một UAV góc nhìn thứ nhất gắn thuốc nổ lao thẳng đến một trạm điều khiển UAV của đối phương. Trong xung đột Nga-Ukraine, các máy bay không người lái UAV không chỉ tấn công mục tiêu trên mặt đất mà còn cận chiến quyết liệt với nhau giữa không trung với những đòn đánh hiểm hóc như thời chiến tranh thế giới thứ nhất. Chiến thuật UAV đang phát triển nhanh chóng. Trước khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine, UAV mới chỉ được sử dụng ở mức độ hạn chế trên thế giới. Nhưng hiện nay, theo James Patton Roger, một chuyên gia UAV và giám đốc của Viện Chính sách Kỹ thuật Cornell Brooks, cả Nga và Ukraine cùng tham gia vào một cuộc chạy đua UAV, đầu tư lượng lớn tiền bạc, thời gian và kiến thức chuyên môn vào phát triển các hệ thống UAV của riêng mình, cũng như cách thức để đối phó với hệ thống của đối phương. Tổng giám đốc điều hành của hệ thống tình báo UAV Ronchek March Monick nói với Business Insider. UAV từng được gắn lượng lớn thuốc nổ để lao vào xe thiết giáp trị giá nhiều triệu đô la Mỹ của đối phương. Nhưng ngày nay, UAV có thêm xu hướng mới là tấn công chính các UAV của đối phương trên bầu trời do sự nguy hiểm của những UAV này. Trong khi đó, theo Scientific American, thị trường công nghệ chống UAV có thể trị giá lên tới 12.600 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 để tương ứng với các bước phát triển của tác chiến UAV. Tổng giám đốc điều hành của hệ thống tình báo UAV, Ron Shack, Mike Monick cho biết, Rôsép đã chứng kiến nhiều nỗ lực sử dụng những UAV loại nhỏ đã được vũ khí hóa để tấn công máy bay trực thăng, cũng như máy bay cánh cố định loại nhỏ. Bộ quốc phòng nga vừa qua thông báo, đơn vị trinh sát phát hiện phá phản lực M270 cũng là bệ phóng tên lửa Atakames của Ukraine gần khu dân cư Saki, tỉnh Sumy. Sau khi phân tích dữ liệu trinh sát đã quyết định tập kích bệ phóng này. Cơ quan này cho biết, quân đội Nga sử dụng tên lửa Iskander-M tấn công vị trí của tổ hợp M270, phá hủy hoàn toàn khẩu pháo và hạ các binh sĩ Ukraine vận hành. Video cho thấy tên lửa Nga lao xuống vị trí nghi của khẩu M270, tạo ra một vụ nổ lớn. Theo kênh Telegram Isnanka của Nga, tổ hợp M270 nói trên bị phát hiện ở lối ra khu dân cư Saki khi đang di chuyển chậm đến vị trí triển khai trên xe không lắp sẵn đạn. Khi bệ phóng M270 tiến vào bìa rừng, tên lửa Iskander M Nga lao xuống vị trí này. Đây không phải lần đầu tiên Nga tung video khẳng định họ phá hủy hệ thống tên lửa Atak MS của Ukraine. Hiện Kiev chưa lên tiếng về thông tin này. Phá phản lực hạng nặng M270 được Mỹ, Anh, Pháp, Italia và Tây Đức phát triển từ cuối những năm 1970. Mỗi xe phóng có hai khoang chứa có thể tháo rời, mỗi khoang chứa 6 đạn rocket tiêu chuẩn hoặc một tên lửa dẫn đường song không thể mang cả tên lửa lẫn rocket cùng lúc. M270 có thể đánh trúng mục tiêu cách từ 32 đến 80 km khi sử dụng đạn rocket và tới 500 km khi sử dụng tên lửa. Biến thể M270A1 với giáp tăng cường bắn thử lần đầu vào tháng 6 năm 2015 sau khi được nâng cấp. Mỗi vệ phóng M270 có thể mang theo 12 tên lửa, được chia làm hai cụm ống phóng. Các tên lửa có thể được bắn riêng lẻ hoặc bắn theo từng đợt được trang bị hệ thống nạp và ngắm bắn hoàn toàn tự động. M270 có thể bắn 12 quả đạn trong vòng chưa đầy 60 giây. Trong khi đó, Iskander M là một trong những hệ thống tên lửa hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả. Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng bay 3,8 tấn đầu đạn 380kg, có thể bay trên độ cao 50km. Hệ thống tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500km. Quân đội Nga đang nỗ lực tiến nhanh trên hướng Pokrovsk. Trong khi đó, lực lượng Ukraine còn lại tại đây đang cố gắng cản bước tiến của binh sĩ Nga về phía thị trấn này. Mạng xã hội Ukraine vừa xuất hiện một video được cho là ghi cảnh đối đầu giữa quân Nga và lực lượng phòng thủ khu vực quanh thị trấn Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk miền đông Ukraine. Theo clip, xe thiết giáp chiến đấu bộ binh đi bên dưới một cây cầu đường sắt và che chắn cho một nhóm binh sĩ Nga ở bên phải, đứng giữa xe và tường. Xe đang thận trọng tiến lên để tìm diệt mục tiêu và che chắn tốt hơn cho đồng đội thì chúng phải hỏa lực bắn thẳng được cho là từ một chiếc xe tăng của Ukraine. Đạn nổ tung ở vị trí đầu xe thiết giáp. Cú bắn tạo ra chớp lửa lớn và khói đen mù mịt. Những mảnh vỡ văng tung tóe lên không trung. Chiếc xe thiết giáp của Nga khựng lại dường như đã bị hỏng hóc sau đòn bắn gần đó. Một bộ phận binh sĩ Nga có thể đã thương vong sau khi chúng quả đạn tăng, nhưng vẫn còn những người lính bộ binh Nga khác treo từ nóc xe thiết giáp xuống hoặc bước ra từ mé phải để tiếp tục cuộc chiến đấu một mất một còn với đối phương. Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK của Mỹ xác nhận rằng quân đội Nga tiếp tục có những bước tiến đáng kể ở cấp chiến thuật tại khu vực đông nam của Pokrovsk. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một phát biểu qua video gần đây nói rằng tình hình gần Pokrovsk là cực kỳ khó khăn. Ukraine đã hy vọng rằng cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk của Nga được tiến hành hồi tháng trước sẽ buộc Nga phải tái triển khai quân đội và giảm áp lực cho các lực lượng bị bao vây ở phía đông. Nhưng cho đến nay, có vẻ như điều này vẫn chưa có tác dụng. Gustav Gressel, chuyên gia quân sự tại Berlin của Hội đồng Đối ngoại châu Âu ECFR, nói với đài DVK của Đức rằng lực lượng Nga có thể san phẳng trung tâm hậu gần Pokrovsk Ông này bổ sung rằng kịch bản tệ nhất ngoài việc chiếm Pokrovsk là nga đánh chiếm được toàn bộ tỉnh Donetsk. Ukraine và nga đang đặt ra cho đối phương bài toán lựa chọn ưu tiên. Kyiv đột kích vào tỉnh biên giới Kursk với hy vọng nga chuyển bớt nguồn lực khỏi miền đông. Trong khi đó, Moscow tiếp tục tăng sức ép ở mặt trận Pokrovsk nhằm tiến tới kiểm soát hoàn toàn vùng Donbas, buộc Kyiv từ bỏ chiến dịch đột kích. Moscow đang cho thấy ưu tiên nguồn lực cho mặt trận Pokrovsk hơn, trong khi chỉ điều động các đơn vị dự bị. Từ các chiến trường ít quan trọng ở Ukraina vềcus để cầm chân lực lượng Kiev. Reuters đưa tin, chính phủ liên minh ở Romania ngày mùng 2 tháng 9 đã phê duyệt dự luật cho phép viện trợ một hệ thống phòng không Patriot cho Ukraina và chuyển dự luật này lên quốc hội thông qua. Romania, thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO từ năm 2004, có chung đường biên giới dài 650 km với Ukraina và đã nhiều lần bị các mảnh vỡ từ các thiết bị bay không người lái UAV của Nga rơi xuống lãnh thổ khi Moscow tấn công các cảng của Ukraine ngay đối diện sông Danube. Trước đó, Rumani hồi tháng 6 đã thông báo sẽ viện trợ một trong hai hệ thống Patriot đang hoạt động của nước này cho Ukraine với điều kiện các đồng minh sẽ thay thế nó bằng một hệ thống phòng không tương tự. Rumani đã ký hợp đồng trị giá 4 tỷ đô la Mỹ để mua các hệ thống Patriot do hãng RTX Corp sản xuất vào năm 2017. Đây là hợp đồng mua sắm vũ khí lớn nhất của nước này cho tới nay. Lô hàng đầu tiên đã được chuyển giao năm 2020. Cho đến nay, Romania đã nhận được 4 hệ thống Patriot, trong đó hai hệ thống đang hoạt động. Trước đó, đại sứ Đức tại Ukraine, ông Martin Jager thông báo Berlin đã chuyển giao tổ hợp phòng không Patriot thứ 3 để Kiev cải thiện năng lực phòng thủ. Ông Martin Jager cho biết, kỹ vận hành tên lửa Patriot của Ukraine đã hoàn tất quá trình huấn luyện tại Đức trong những tháng gần đây. Patriot là hệ thống vũ khí đắt nhất mà Mỹ và đồng minh viện trợ cho Ukraine. Mỗi tổ hợp có giá gần 1,1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, đạn tên lửa có giá 690 triệu đô la Mỹ và các thành phần khác có giá 400 triệu đô la Mỹ. Đây từng được kỳ vọng là vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện trên bầu trời Ukraine nhờ năng lực chiến đấu vượt trội so với các hệ thống phòng không mà phương Tây viện trợ trước đó. Trước đợt chuyển giao này, Ukraine đã sở hữu ít nhất 3 hệ thống Patriot, gồm hai tổ hợp từ Đức và một khẩu đội do Mỹ cung cấp. Rumani và Mỹ hồi tháng 6 thông báo mỗi nước sẽ chuyển cho Ukraine thêm một hệ thống Patriot, trong khi Hà Lan nói sẽ cùng một quốc gia khác cung cấp linh kiện của tổ hợp này cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này cần 25 hệ thống phòng không Patriot để bảo vệ toàn bộ không phận nước này trước các cuộc tấn công của Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng số lượng hệ thống Patriot mà Ukraine đang sở hữu hoặc sẽ nhận được trong tương lai không được tiết lộ vì lý do an ninh. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát quân sự, để bao phủ hiệu quả tất cả các căn cứ và thành phố quan trọng về mặt chiến lược như Kiev, Kharkov, Odessa và những nơi khác. Ukraine cần một số lượng đáng kể các hệ thống phòng không từ phương Tây. Quay trở lại với những biến động địa chính trị trên thế giới được cập nhật trong suốt 24 giờ qua, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Ủy ban điều tra Nga thông báo Thiếu tướng Valery Muminjanov, Phó chỉ huy quân khu Leningrad, bị nghi nhận hối lộ 20 triệu rúp tương đương 224.000 đô la Mỹ, ông đối mặt án tù tối đa 15 năm nếu bị kết tội. Theo các điều tra viên, ông Mumin Janov nhận tiền để giúp một số công ty trúng thầu cung cấp quân phục. Khi đó, thiếu tướng này giữ chức lãnh đạo phòng cung cấp nguồn lực của Bộ Quốc phòng Nga. Từ tháng 4 tới nay, Nga đã bắt ít nhất 10 quan chức quân sự cấp cao mà các chuyên gia mô tả là đợt thanh lọc nhằm làm trong sạch lực lượng. Vào tháng 5, tổng thống Vladimir Putin đã thay thế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu bằng ông Andrei Belousov, một nhà kinh tế. Đây được coi là một nỗ lực nhằm tăng hiệu quả về mặt kinh tế cho lực lượng vũ trang. Ủy ban điều tra Nga cuối tháng 8 thông báo điều tra cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pavel Popov với cáo buộc gian lận liên quan hoạt động của một công viên chủ đề quân sự. Giám đốc công viên Vyacheslav Akhmedov và phó lãnh đạo Tổng cục Phát triển Đổi mới thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã bị bắt trước đó do nghi ngờ thông đồng với Popov. Telemont của Pháp đánh giá rằng các vụ bắt bớ này có tính chất chọn lọc và nằm trong nỗ lực chống tham nhũng của Moscow chứ không phải là một phần của một cuộc thanh trừng trên diện rộng như nhiều người đồn đoán trong bối cảnh ông Sergei Svyyugu bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng. Hồi tháng 5 người phát ngôn điện Kremlin ông Dmitry Peskov cũng phủ nhận các đồn đoán thanh trừng đồng thời cho biết. Cuộc chiến chống tham nhũng của Nga được thực hiện ở tất cả ban ngành và các cấp, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin. Ông Peskov nói, cuộc chiến chống tham nhũng là một nỗ lực nhất quán, đây không phải là một chiến dịch mà là công việc được tiến hành liên tục. Trên thực tế, đây là một phần không thể thiếu trong hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật. Những vụ bắt bớ này cùng với việc bổ nhiệm cựu phó thủ tướng phụ trách kinh tế, ông Andrei Belousov làm bộ trưởng quốc phòng cho thấy dường như Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột lâu dài ở Ukraine. Trong bối cảnh chi tiêu quân sự Nga tăng cao lên tới 6,7% GDP và nước này dự kiến chi 1/3 ngân sách cho quân sự cho năm 2024, thì việc bổ nhiệm một người có kinh nghiệm dày dặn về kinh tế và liên tục làm sạch Bộ Quốc phòng sẽ khiến bộ này hoạt động hiệu quả hơn và chống được nhiều thất thoát. Theo tờ The Hill, ngày 2 tháng 9, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo chính phủ Mỹ đã tịch thu một chiếc máy bay được Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sử dụng sau khi các quan chức Mỹ xác định việc mua máy bay này đã vi phạm lệnh trừng phạt và luật kiểm soát xuất khẩu của Washington. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, chiếc Dassault Falcon 900X đã bị tịch thu vào sáng 2 tháng 9 tại Cộng hòa Dominica và được chuyển giao cho các quan chức liên bang ở Florida, nước Mỹ một quan chức cấp cao của Cộng hòa Dominica nói với CNN rằng chiếc máy bay trên đã đậu tại Dominica để bảo dưỡng vào thời điểm bị chính quyền Mỹ tịch thu. CNN dẫn lời một số quan chức Mỹ rằng chiếc máy bay này giống như Air Force One của Venezuela. Máy bay do công ty Pháp sản xuất, thân màu trắng sơn sọc xanh dương và đỏ. Chiếc phi cơ này từng chở ông Maduro đến nhiều nơi như đảo quốc Saint Vincent và Grenadines, Cuba, Brazil chiếc máy bay đã ở Cộng hòa Dominica trong những tháng gần đây. Các quan chức Mỹ không tiết lộ lý do, nhưng điều này tạo cơ hội cho Washington tịch thu nó. Giới chức Mỹ nói vụ tịch thu được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ từ Cộng hòa Dominica. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho hay, Bộ Tư pháp đã tịch thu một chiếc máy bay mà chúng tôi cáo buộc là đã được mua bất hợp pháp với giá 13 triệu đô la Mỹ thông qua một công ty bình phong và được tuồn lậu ra khỏi Mỹ để ông Nicolas Maduro và những người thân cận sử dụng. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một cuộc điều tra từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023 phát hiện rằng những người có liên hệ với ông Maduro bị cáo buộc đã sử dụng một công ty bình phong có trụ sở tại khu vực Caribe để che giấu thương vụ mua máy bay Dassault Falcon 900EX bất hợp pháp từ một công ty có trụ sở tại Florida. Sau đó, máy bay được xuất khẩu trái phép từ Mỹ sang Venezuela vào tháng 4 năm 2023 và được ông Maduro và những người thân cận sử dụng. Trong khi đó, chính phủ Dominica giải thích rằng họ không tham gia vào quá trình điều tra của Mỹ liên quan đến máy bay này. Bộ trưởng ngoại giao Roberto Alvarez nói với báo giới rằng chính phủ Dominica và văn phòng công tố viên đều không tham gia vào quá trình điều tra của Mỹ. Đồng thời, vị này cho biết máy bay đang ở Dominica để bảo dưỡng vào thời điểm bị tịch thu. Mỹ gần đây đã gây sức ép buộc chính phủ Venezuela phải ngay lập tức công bố dữ liệu chi tiết liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống ở nước này do Washington nghi ngờ chiến thắng của ông Maduro. Chính quyền Venezuela chưa đưa ra bình luận về vụ Mỹ tịch thu chuyên cơ của tổng thống Venezuela. Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đề xuất gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS khi nước này tìm cách tăng cường ảnh hưởng trên toàn cầu và xây dựng mối quan hệ mới ngoài các đồng minh truyền thống phương Tây. Theo truyền thông khu vực, động thái của Thổ Nhĩ Kỳ phản ánh nguyện vọng xây dựng quan hệ với các bên trong một thế giới đa cực, đồng thời vẫn hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong một bài phát biểu trước đó, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành một quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng nếu cải thiện hiệu quả đồng thời mối quan hệ với phương Đông và phương Tây. Cho biết, bất kỳ phương pháp nào khác ngoài phương pháp này đều sẽ gây hại cho đất nước. Nhóm BRICS được đặt theo tên các nước thành viên là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, những nền kinh tế mới nổi lớn nhất. Nhóm này đã có thêm 4 thành viên mới vào đầu năm nay là Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Ethiopia và Ai Cập. Nhiều nước đã nộp đơn hoặc bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS. Việc mở rộng thành viên có thể được đưa ra trong các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm này dự kiến diễn ra tại Nga từ ngày 22 đến 24 tháng 10 tới. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã thể hiện sự quan tâm đáng kể đến việc gia nhập BRICS, coi đây là một bước quan trọng để tăng cường ảnh hưởng quốc tế và tiềm năng kinh tế. Khát vọng này được thúc đẩy bởi một số yếu tố chính liên quan đến các khía cạnh kinh tế, chính trị và địa chiến lược. Thứ nhất là một trong những nền kinh tế lớn nhất khu vực Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu đa dạng hóa quan hệ kinh tế và tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển nhanh chóng. Việc gia nhập BRICS sẽ giúp Ankara tiếp cận một thị trường rộng lớn và có cơ hội tăng cường thương mại và đầu tư với các nền kinh tế hàng đầu của các nước đang phát triển. Thứ hai, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần phải đối mặt với những khó khăn và hạn chế tài chính do các tổ chức tài chính phương Tây như Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng thế giới WB áp đặt Việc gia nhập BRICS sẽ mang lại cho Ankara khả năng tiếp cận ngân hàng phát triển mới NDB của BRICS và thỏa thuận dự trữ dự phòng cho phép nước này đảm bảo nguồn tài trợ theo các điều khoản thuận lợi hơn và với ít cam kết chính trị hơn. Thứ ba, Ankara tích cực ủng hộ ý tưởng về một thế giới đa cực, trong đó cán cân quyền lực được phân bổ đồng đều hơn giữa các khu vực và quốc gia khác nhau. BRICS ủng hộ đa cực và quản trị toàn cầu công bằng là nền tảng hấp dẫn cho Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đang nỗ lực tìm kiếm độc lập chính trị khỏi các nước và khối phương Tây như Liên minh châu Âu EU và NATO. Thứ tư, vị trí địa lý của Thổ Nhĩ Kỳ khiến nước này trở thành mối liên kết quan trọng giữa châu Âu, châu Á và Trung Đông. Việc gia nhập BRICS sẽ củng cố vị thế địa chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ, giúp nước này sử dụng hiệu quả vị trí chiến lược để thúc đẩy lợi ích của mình và tăng cường mối quan hệ với các nước thành viên khác tư cách thành viên BRICS sẽ tăng cường đáng kể ảnh hưởng và uy tín quốc tế của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara sẽ có thể tham gia phát triển các chiến lược kinh tế và chính trị toàn cầu. Tương lai của các tài sản thuộc quyền sở hữu của Rosneft ở Đức bao gồm 54,17% cổ phần tại nhà máy lọc dầu PCK Swiss vẫn chưa rõ ràng sau khi Berlin nắm quyền kiểm soát kể từ khi Nga tấn công Ukraine. Bộ Kinh tế Đức mới đây cho biết Chính phủ nước này đã gia hạn quyền ủy thác đối với các tài sản của công ty dầu khí Nga Rosneft tại Đức cho đến ngày 10 tháng 3 năm 2025 để chuẩn bị cho kế hoạch bán tài sản này cho Qatar. Quyền ủy thác cho phép nhà chức trách Đức quản lý các doanh nghiệp vẫn thuộc quyền sở hữu của Rosneft đã được gia hạn 3 lần để bảo vệ nguồn cung của Swed và tạo điều kiện cho Rosneft có thời gian tìm bên mua cổ phần của công ty này. Các hoạt động của Rosneft ở Đức cũng bao gồm cổ phần tại các nhà máy lọc dầu Miro và Bayenois. Truyền thông Nga ước tính giá trị tài sản của Rosneft tại Đức vào khoảng 7 tỷ đô la Mỹ. Rosneft hiện chưa đưa ra bình luận, nhưng một nguồn thạo tin tiết lộ động thái gia hạn ủy thác là để cho phép Rosneft đàm phán bán tài sản tại Đức cho Qatar. Hiện quá trình thẩm định giữa hai bên vẫn đang diễn ra, nhưng có thể mất thời gian để đạt được thỏa thuận. Nhà máy lọc dầu PCK Swift do Shell và Eni đồng sở hữu. Hồi tháng 3, Reuters đưa tin Bộ Kinh tế Đức cho biết đã gia hạn quyền ủy thác đối với nhà máy lọc dầu PCK của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft. Bộ Kinh tế Đức đã tuyên bố sẽ tịch thu nhà máy nếu Rosneft không tìm được người mua trong vòng 6 tháng. Công ty con của Rosneft ở Đức đã bị chính quyền Berlin kiểm soát từ tháng 9 năm 2022, nhưng vẫn chưa bị quốc hữu hóa vì công ty Nga đã ra tín hiệu sẵn sàng bán. Thứ trưởng Bộ Kinh tế Đức Michael Kenner yêu cầu phía Nga phải giới thiệu những người mua tiềm năng. Ông Kenner nói, vấn đề quốc hữu hóa vẫn còn được đặt ra. Rõ ràng là chúng tôi cần một giải pháp lâu dài cho ba nhà máy lọc dầu. Đề cập đến cổ phần của Rosneft tại các nhà máy lọc dầu Miro và Bayernoy ở Đức. Lệnh kiểm soát các tài sản của Rosneft dựa trên luật an ninh năng lượng Đức được đưa ra trong bối cảnh lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Nga có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Theo đó, một công ty vận hành cơ sở hạ tầng quan trọng trong lĩnh vực năng lượng có thể bị đưa vào quản lý ủy thác nếu công ty đó có nguy cơ không thể thực hiện các chức năng nhiệm vụ trong lĩnh vực năng lượng và an ninh nguồn cung có nguy cơ bị suy giảm. Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga tại Đức, Rosneft Deutschland, từng chiếm khoảng 12% công suất lọc dầu của Đức và là một trong những công ty lọc dầu lớn nhất ở Đức. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.